nay lại đi ăn bánh cuốn và lại đi gặp lại chú mèo đúng không? Chú mèo được cả mấy trăm ngàn view đấy cô. Đây con này cứ thấy mà. À, nào nào nào. Mè chuột mè chuột. Này này có chuột. Đấy, đây 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 bến đây này. Đấy. Chờ nó đang mè ăn chuột. Đấy nó lại chạy ra rồi. Bọc. Ủa mấy bữa nay bọc thế nhỉ? Đấy nó mè ăn chuột. Ồ hôm nay mập thế nhỉ? Vừa hôm mè ăn chuột thả ra mà phát một nó xử luôn chuột liền. Không bây giờ nó quen rồi nó không ấy đâu. Không thả ra nó ăn đấy. Cái bản năng của loài mèo mà. Mèo. Tí là cho xem view hơi cao. Mèo. Mập quá. Mập. Đây, đi ra ngoài nào, đi ra ngoài. Ừ, cứ quay xong rồi gửi. Em gửi bản gốc á, đừng gửi qua Zalo mà hoặc là copy á, để anh kiểu kia, tại vì gửi qua Zalo nó bị nén á.